Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong chương trình suy niệm lời Chúa hôm nay, cha Giuse Đỗ Tuấn Anh sẽ đến với quý vị và anh chị em qua bài phúc âm hàng ngày, chia sẻ lời Chúa và suy niệm. Mến chúc quý vị và anh chị em một buổi suy niệm sốt sắng và an bình trong Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính chào tất cả quý ông bà anh chị em thân mến. Hôm nay, ngày 22 tháng 12, trong tuần thứ tư mùa vọng, là những ngày cận kề lễ Chúa Giáng sinh. Con kính mời quý ông bà anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa trích trong tin mừng theo Thánh Luca chương 1 câu 46 đến câu 56. Ngày ấy bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, chúng ta mới được nghe lời kinh của Đức Maria, kinh Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Chúng ta thử nghĩ coi, cuộc đời của mỗi chúng ta được những ơn gì? Những ngày trong mùa vọng và nhất là gần đến ngày Giáng sinh, Giáo hội mời gọi chúng ta hãy sống một tâm tình tạ ơn, biết ơn Thiên Chúa, vui mừng hớn hở trong lòng. Con không nói là những việc vui mừng tiệc tùng ngoài xã hội, những cảnh đèn màu trang trí khắp nơi, những tiệc tùng xa hoa vui nhộn. Nếu những điều đó được làm phát xuất từ tâm hồn vui mừng hớn hở vì ơn Thiên Chúa ban tặng cho con người, cách riêng ơn cứu độ ban cho mỗi chúng ta, thì những việc cử hành đó mang ý nghĩa. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Đức Maria vâng phục ý Thiên Chúa, cứu mang con một của Ngài.
Niềm vui hớn hở trong lòng giúp mẹ vượt qua tất cả những khó khăn. Vì những khó khăn trong cuộc đời của mẹ có thể, những khó khăn trong cuộc đời của chúng ta không thể so sánh. Mẹ cứ mang Đức Giêsu, nhưng mẹ chưa chắc tương lai của mình sẽ ra sao. Vì có thể bị người ta kết án, ném đá chết. Nhưng mẹ có Thiên Chúa trong lòng, mẹ vui mừng hớn hở. Và mẹ cảm thấy rằng cả cuộc đời của mẹ, dù có nghèo túng, giản dị, trong một làng quê, nhưng mẹ thấy rằng cuộc đời của mẹ là chan chứa ơn của Thiên Chúa. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Chúng ta dễ bị cám dỗ, than thân, trách phận. Những lúc chúng ta được điều may lành thì chúng ta không để ý, chúng ta không vui mừng, không tạ ơn Thiên Chúa. Nhưng lúc chúng ta gặp khó khăn, gian khổ thì lúc đó chúng ta lại thất vọng, buồn phiền, chán nản, mất tin tưởng vào Thiên Chúa và dường như không thấy ơn Thiên Chúa đâu nữa. Đức Maria cho chúng ta một hình ảnh, một gương sáng của lòng tin vâng phục trọn vẹn vào Thiên Chúa. Và chính lòng tin vâng phục đó, Đức Maria luôn tràn đầy niềm vui, vui mừng trong lòng. Mỗi hơi thở chúng ta đón nhận từng giây phút đã là ơn tuyệt vời của Thiên Chúa ban. Những gì chúng ta đang có, dù là những thứ chúng ta chẳng thích, nhưng đó cũng lại là ơn Chúa. Nếu ta nhìn trong lòng tin và biết rằng Chúa sẽ sử dụng tất cả những hoàn cảnh, tất cả những biến cố để làm cho chúng ta được một cái ơn biến đổi, được một cái ơn cứu độ mà chính Đức Giêsu con của Ngài đã mang đến cho chúng ta qua cái chết và phục sinh. Và cụ thể là Ngài đến trong hoàn cảnh nghèo nàn. Chính vì vậy trong kinh Magnificat của Đức Maria cũng nói: người nghèo được Thiên Chúa tôn lên, người giàu có thì được bị đuổi về tay trắng. Những ai khiêm nhường thì Thiên Chúa luôn độ chỉ. Xin cho gương mẫu của đời sống đức tin với đầy tràn niềm hy vọng vui mừng của Đức Maria cũng là niềm tin của đời sống mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, là có Chúa trong người chúng ta sẽ vui mừng bất kể hoàn cảnh cuộc sống sẽ ra sao. Đó là điều mà chúng ta cần cử hành, cần vui mừng, cần ăn mừng trong những ngày lễ Giáng sinh sắp đến. Tạ ơn Chúa đã cho con một của Ngài đến trần gian cứu độ con người với một hình ảnh của một người con bé nhỏ, nghèo hèn, đơn giản, bị người đời xua đuổi. Nhưng chính con người nhỏ bé khiêm tốn đó, qua sự vâng phục của Đức Maria đến trần gian và đã cứu độ tất cả mỗi chúng ta, luôn là hình ảnh soi sáng, nâng đỡ, thúc đẩy, khích lệ chúng ta trên con đường đức tin, để mỗi ngày chúng ta luôn thấy rằng có Chúa trong con người, trong bản thân mỗi chúng ta,
chúng ta được tràn ngập niềm vui, bình an, hạnh phúc, đặc biệt là của Đấng Emmanuel, Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.